chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở nhà của Khương Dừa ở ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 2020. Hôm nay là bà con cô bác cũng biết ngày gì đó ha, đó là ngày sinh nhật của ông già vợ của Khương Dừa. Nói chung là 61 tuổi rồi mà mới làm được cái sinh nhật đầu tiên. Đây, giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay, ông ngoại của là ba vợ của Khương Dừa. Thì hôm nay là sinh nhật của ông ngoại nên Khương Dừa với lại ông anh Cột Chèo là hai người chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ đó, để cả nhà chung vui đó. Ông anh của Khương Dừa thì phụ trách cái lò bếp nướng, còn Khương Dừa thì phụ trách cái chảo này để Khương Dừa làm cái các tất cả các món hấp đó. Và bây giờ thì nãy giờ thì ảnh nướng cũng được sơ sơ rồi, giờ tới Khương Dừa mà hấp nha. Mấy đứa ơi, đem dĩa ra cho cha coi. Con chào ông bà cô chú. Rồi chúc chúc cho đứng xếp tay, đứng khoanh tay chúc mừng ngoại sinh nhật vui vẻ coi. Rồi ông ngoại cho cảm ơn con. Dạ con chúc ông ngoại luôn luôn mạnh khỏe 100 tuổi. Rồi ông ngoại cảm ơn. Con chúc ông ngoại sống gì thế vậy? Mẹ chỉ quên tiêu rồi, sống 100 tuổi. Sống tuổi. Chúc ông ngoại sống 100 tuổi. Rồi. Rồi ông ngoại cảm ơn. Rồi. Bà ngoại cũng chúc đi ông ngoại. Ngoại sợ ngoại chạm tiêu. Rồi tránh ra cô Quy. Ông tiêu chúc ông ngoại coi. Chúc ngoại. Chúc ngoại. Chúc nội. Chúc nội. Thân tay lại. Nhà bên bên nhà vợ của Khương Dừa thì có bà nội là lớn nhất. Bà nội thì ngồi ở chỗ giờ không có đi ra đi chung vui được. Có bà ngoại nè. Còn bà ngoại có ba đứa con đều có gia đình hết, đó là chị hai, hoặc là chị hai đang phụ ông anh hai nướng. Bà xã Khương Dừa thì đang tắm rửa cho trà sữa rồi. Dạ, còn cậu Tư thì đang quay đó. Mỗi gia đình có hai đứa con. Gia đình của anh hai chị hai là có hai đứa con gái đó, hai đứa con gái. Gia đình Khương Dừa thì có đây có hai cục vàng đó, đứa trai đứa gái. Gia đình cậu Tư thì có hai thằng con trai nè đó. Điều gan không? Nên nhà của mình là có ba cháu trai, ba cháu gái. Cha. Ba trai ba gái là con với lại Lam Giọt Tiêu là ba, còn chị hai là Lê với lại sữa. Là ba luôn. Đó. Thì coi như là cháu ngoại là được 4 đứa, cháu nội là được 2 đứa. Đó. Hôm nay là cái sinh nhật của hồi bữa trước là sinh nhật của bà ngoại, mà bữa trước thì Khương Dừa ghi hình chương trình thi đua ẩm thực không có tổ chức cho bà ngoại được. Hôm nay là chủ nhật ở nhà nên tổ chức sinh nhật cho ông ngoại. Rồi chúc ông ngoại là thật là nhiều sức khỏe ha, thật là nhiều vui. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái món ăn của mình. Rồi ông anh hai là ông chuẩn bị cái món nướng như bò cuộn nấm kim cha chăm nè, rồi bò nướng với lại đậu bắp đồ nè, với lại để ớt đồ, với tôm nướng đồ. Còn Khương Dừa thì Khương Dừa sẽ làm tất cả các món hấp đó. Hồi bữa trước á, bà con cô bác, Khương Dừa có đi trung tâm thương mại ở trên Trung Sơn á, Khương Dừa có mua một cái xửng hấp đó. Cái Khương Dừa thấy hấp cũng hay quá, cái Khương Dừa kêu đứa em đó mua thêm mấy cái để Khương Dừa mốt cho ngoại hai cái, cho nội hai cái, cho bên anh hai một cái đó, với lại mấy đứa em một cái. Nhưng mà người em đó nó không có bán cho Khương Dừa mà bữa gửi tặng cho Khương Dừa luôn, nên Khương Dừa rất là cảm ơn. Đây là một bộ xửng hấp, nó mỗi cái hộp như vậy nè bà con cô bác, nó có hai cái tầng đó. Này cái dạng giống thông minh đó, cái này là của Tupperware. Đây nè, một tầng ha. Mình sẽ bỏ vô nước đó, ví dụ Khương Dừa bỏ vô này nè, ở dưới là mình sẽ hấp bằng cái chảo nha bà con cô bác, đổ nước vô đó. Mình sẽ hấp như hấp cấp thủy á. Đây mình làm như vậy là mỗi tầng nó sẽ hấp được nhiều thứ, nên Khương Dừa lấy hết mấy bộ hấp nhiều luôn quá. Khương Dừa sẽ hấp một chồng thiệt là cao, mình muốn ăn gì mà ăn. Rồi trà sữa Thế Vĩnh với lại Gia Nghi, Gia Hân với lại Thế Vĩnh là lấy giùm cha mấy cái đồ hấp đi cho bỏ vô coi. Cái này là đặc biệt là mình cái hấp cấp thủy nó không có đụng nước nên nó giữ được cái hương vị của thức ăn nha bà con cô bác. À, nó sẽ không có làm cho thức ăn mình có bị mềm. Này đưa bắp cho hấp trước đi, tại cho sợ bắp với lại khoai. Rồi cảm ơn mấy đứa con. Rồi cảm ơn mấy đứa con. Đây mình bỏ khoai vô đó, đậu đó. Đây là cái đây là khoai nha bà cô chú.
Rồi cảm ơn con gái. Rồi đây là khoai, giờ mình sẽ đậy lại. Đó là hết một sửng rồi. Đó, nó rất là kín, nó hít luôn. Ôi cái này cũ này thì cao hả? Lớn. À được rồi. Đó. Cũ nào cũ này hả? Cũ này nè. Cộm. Bây giờ mình lấy dao mình cắt ra. Nó cộm nó sợ sợ nó... Không, còn. Nó cộm cục nào vậy? Không phải biết rồi. Cái này nè, cái đuôi. Đó, bẻ cái đuôi xíu. Nó có gì đó. Cũng cao rồi. Dạ. Cũng rồi, cao. Được rồi. Không. Ừ, nhưng mà nó vẫn giữ hơi. Đó. Đầu tiên là mình có một cái lớp khoai. Rồi, Hương vừa chỉ khoai thích là khoai ăn bắp. Này là bắp. Cái này sẽ giúp cho mình luộc cùng lúc, hấp cùng lúc được nhiều nhiều. Ôi bắp nhiêu đây sao không đủ quá. Rồi kệ đen lát ha, hấp tiếp. Lùa hấp được cùng lúc được nhiều loại. À, mặn cũng được, chay cũng được. Chưa mà đây, tiếp theo một tầng nữa nha bà con cô bác. Nay chơi kỷ lục luôn. Đây. Cái này là bánh nậm á. Ủa có nhiêu đây hả ta? Có nhiêu bánh nậm đó hả? Có nhiêu bánh nậm đây hả? Đây đỏ thêm vô. Wow, đó mình sẽ hấp. Con đừng có phá, để cho cha làm. Để cho làm ăn con. Để cho. Dạ. Cái này bữa Khương vừa đi chích ngừa trà sữa, cái Khương vừa trong thời gian đợi kiểm tra sức khỏe, cái Khương vừa đi vòng vòng cái trung tâm thương mại đó, Khương vừa mua bánh kẹo cho trà sữa, cái Khương vừa phát hiện được cái chỗ bán Tupperware. Đây là một cái sản phẩm giống như là những cái nhựa rồi bình giữ nhiệt rồi nồi niêu xoong chảo rồi đó. Chất lượng cái sản phẩm này là của bên Hoa Kỳ. Đó, rồi cái Khương vừa mua ở để coi cha con. Cái Khương vừa mua được Khương vừa mua mua một cái Khương vừa về Khương vừa hấp rất là ngon. Nên hôm nay là Khương vừa mới kêu là Khương vừa đi Khương vừa mua để Khương vừa tặng cho mọi người mà thằng em nó không bán. Cái Khương vừa nói vậy không bán cho anh vậy thôi. Vậy nếu tặng cho anh thì để đưa anh cảm ơn rồi cho anh cái địa chỉ. Rồi có gì anh giới thiệu cho bà con cô bác. Ai thích cái những cái sản phẩm thông minh này thì mua. Cái này là hai bộ này bà con cô bác. Dạ hai bộ rồi ạ. Nó cũng bao nhiêu nước đó. Hai bộ rồi đó. Giờ Khương vừa bỏ thêm nữa. Bà Khương hay quá. Hay không? Hay không? Dạ, tụi con thích ăn tầng nào? Đó bà đây con thích ăn cái tầng gì mà bà Khương mới để. Vậy hả? Đây. Thích ăn gì? Con thích ăn cáo. Ăn cáo là gì? Táo. Ăn táo. Còn tao thì thích ăn khoai. Khoai phải không? Ok. Con thích ăn cái mà ba Khương mới để. Rồi. Con thích ăn cái cáo hả? Cái con cũng thích ăn cái gì mà ba Khương mới để. Đó, này là rau cổ rau củ đầy đủ luôn nha. Đó, mấy tầng rồi. Đừng ra lắm. Lắm lắm con ở bên chỗ thì con lắm lắm lắm. 2 3 4 5 6. Đó. À, cái tầng này là đó mày cái chảo ít nước quá là ấy không, lát mình chăm nước ngoài đó đã chưa. Trời, thích không đó. Mày thích không đó, chưa khi nào bà tổ chức sinh nhật ngoại mà được lên đình như vậy phải không. Trời, ba ơi 7 tầng rồi đó ba. Hả? 7 tầng luôn. Còn nhiều tầng lắm. Tầng này lên nữa là tầng 8 tầng. Ủa vậy cha còn 8 tầng còn chơi có năm mua 5 cái mà còn nữa không mày. Vô lấy giùm cha đi. Đây cho luôn. Rồi đem ra cha luôn. Chưa gì mới đã. Hơi đâu mà ngồi nướng từ miếng gì cho nó cực. Làm gì thấy dùng một phải dùng trí óc không? Ngồi nướng từ đó. Đó. Đấy không? Nướng nè, mình nướng nhiều khi nướng khét quá ăn không được nha. Cái này là hấp người ta là vừa tính chín tới là ăn được đó. Đó. Hả? Dạ. Cao quá, cái nó cao quá. Tụi con đứng lại gần nha. Tính ra nè, tính ra nè. Để nhà bớt đi, cao quá. Cao quá, để coi bớt. Đó. Đây. Ôi trời. Này nó bị đó. À. Rồi còn cái nữa đâu? Đó, hai cái nữa. Còn hai cái nữa. Hết chưa? 8 tầng, 9 tầng hết rồi Khương. Vậy? Thì nó mới vậy mới đã còn nữa không? Hết rồi. Hết rồi hả ngoại? Ừ, còn cái nữa hết rồi đó. Bên cho Hương kìa. Đâu? Hết rồi. À còn cái nữa. Ừ, còn cái nữa. Ôi. Trời ơi bà Khương. Có một cái chảo. Lấy hộp trứng ra coi. Lấy trứng ra coi cho giờ mới hộp trứng ra coi. Phải ăn trứng à.
Này khi nè cha hấp cái này là tụi con không được lại gần nhau. Trời, có một cái chảo mà bác Hương để 10 tầng luôn, ghê thiệt. Sao? Cao quá mẹ ơi. Sợ nó không sao á, chín nó chín hết à. Sợ nóng quá nó không chín nổi. Để thử đi. Thử cái rồi ngoài cho con máy trứng ngoài. Mình phải thử coi. Đó. Là khi cha lột cái này tụi con đi ra xa nha nha. Ôi còn một cái nữa nè. Chờ hết luôn. Lấy luôn ngoài. Ôi. Wow, bác Phương ghê thiệt. Đây là ngoài. Thấy cha dữ không? Siêu nhân không? Có một cái chảo lớn để hấp. Và đây là một chỉ còn một cái nắp thôi, mình nắp hấp lên thôi bà con cô bác. Đó. Mai mốt mình muốn ăn gì, thí dụ tất cả mình buổi sáng ăn sáng mình muốn ăn buffet phải không, là mình sẽ làm một cái dĩ mình hấp vậy nè. Đó, nó chắc chắn nó không có lỗ đâu. Rồi để ngoài cầm rồi. Rồi cái này là mình hấp mình không bỏ muối bỏ gì nha bà con cô bác, tại nó lấy cái hơi của nó để nó nóng lên, nó làm cho đồ ăn nó chín. Dạ rồi, nó sẽ giúp cho mình cái đồ ăn mình sẽ không có đụng nước, nó không có thấm nước, giống này chờ hấp cấp thủy á, bà con cô bác nấu ăn thì bà con cô bác biết rồi đó. Có một cái chảo mà bật rồi ấy đi, bật lửa đi. Dạ rồi. À, bây giờ thì trong ly khi chờ để lửa chín thì mình qua mình ăn món nướng nha bà con cô bác. Dạ ở đây thì đây thằng em nó có cho một cái địa chỉ thông tin nè bà con cô bác nữa, thấy cái sản phẩm, thấy cái này nó mình thấy mình thích thì mình có thể tới mua. Ở đây là cái sản phẩm này của Tupperware ở Sài Gòn Mia, đây là ở tầng 2 Sài Gòn Mia Mall, ở đường số 9 ở khu dân cư Trung Sơn, dạ ở huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh bà con cô bác. Đây là số điện thoại mua hàng, đây là gì, 0934 074 781 0903 080 057. Dạ rồi. Dạ cái đó là địa chỉ mua hàng, hình như một bộ vậy là 600 mấy chục ngàn bà con cô bác. Hôm bữa bạn báo cho Khương vừa nó mới như một bộ là 620 ngàn. Dạ số điện thoại mua hàng là 0903 080 057, là bạn Hải. Bạn Hải là bạn người bán hàng trực tiếp ở đây. Cái này là chờ nó sôi lên cái là bắt đầu nó. Cái gì vậy? Nó sôi lên là bắt đầu nó sẽ chín từng tầng, mình sẽ theo dõi từng tầng nha bà con cô bác. Giờ trong khi chờ đợi mấy đứa con ăn cái gì mà làm mình giờ ba mình nướng rồi, giờ mình tụi con vô bàn đi. Vô bàn đi. Rồi cha, ủa sao đi nước không vậy? Mưa nè. Trời ơi, sao sinh nhật ba mà mưa nó ta? Trời mưa vậy mới lên ấy mày. Mưa vậy mới, vậy mới ngon nha. Rồi, vô bàn hết. Tập trung vô bàn hết. Rồi cha bưng lại nè, rồi tụi con thưởng thức. Mà Khương Dừa thì cũng ít khi chia sẻ cái hình ảnh của gia đình á, nhưng mà Khương Dừa nghĩ là thời buổi bây giờ á, công việc rồi áp lực đủ thứ hết trơn, mà gia đình á mà cần một cái giây phút mà gần bên nhau như vậy rất là khó. Do nên Khương Dừa muốn chia sẻ như vậy để bà con cô bác thấy được cái gia đình của Khương Dừa vui vẻ hạnh phúc như thế nào, thì gia đình của các ông bà cô chú mình cũng phải vui vẻ hạnh phúc như vậy. Đó, những cái dịp như thế này rất là quan trọng. Đó, sinh nhật ông ngoại. Rồi mốt có một dịp nữa là bà con cô bác sẽ gom lại đông hơn nữa. Thấy ngoại? À, thấy còn một dịp đó nữa là hơi lâu à. Lâu. Mấy chục năm nữa không? Mấy chục năm nữa lận á. Đây, là dịp ông ngoại cưới vợ á. Té con. Ai nói gì đâu. Đây. Nghe đâu bây giờ ông ngoại ông cũng nổi tiếng rồi. Ủa ông ngoại có vợ rồi mà ta. Thì đó, thì ông nổi tiếng rồi, có nữa. Nhiều fan thâm thâm mộ lắm. Oh fan God. Trẻ. Oh my god. Fan trẻ 40 mấy tuổi. Thiệt. Ôi rồi. Cái này chín chưa? Rồi đem lại cho mấy đứa nhỏ nữa. Để ngoại lại ăn với mấy đứa nhỏ đi. Ngoại lại đi ăn ngoại. Vô mời bà ngoại ra. Ờ 3 ngày tới sinh nhật con, sẽ tới sinh nhật con. Cho kênh Cà Na Xí Mũi ha. Dạ. Ok không? Lấy kêu ngoại lấy bịch tâm que coi bây. Rồi đang làm thì nó trời mưa nên hơi bị ướt, đây hơi bị dơ. Dạ bà con cô bác thông cảm. Nói chung là buổi chiều thì tất cả mọi người đi chợ, một người một món. Khương Dừa thì đi chợ mua tất cả các món hấp, còn ông anh hai với lại cậu Tư là đi chợ mua tất cả các món nướng. Dạ mà Khương Dừa với bà xã Khương Dừa lại đi mấy món hấp đó. Tụi con đừng có đi lại đằng đây nha, để cho lấy cho đào lại nè. Đó
lấy cái tâm này nè con. À mình có con nít nên mình phải đào cái này lại nha quý vị khán giả. Sợ nó lo lại. Dạ rồi. Đó. Rồi bây giờ là cả nhà mình cùng ăn nha. Hôm bữa thì Phương Dừa đã tổ chức ở dưới nhà của Phương Dừa rồi. Dạ. Hôm nay là tổ chức nhà bên ba mẹ vợ. Ăn với chị Hai là Lâm. Rồi. Lâm ăn không con? Dạ tụi con ăn gì trước nè? Ưu tiên cho tụi con, chiều trưa ăn cơm nước. Cái gì? Ăn đi giờ coi. Lên đi ngồi con. Ông ngồi ra coi. Đây giới thiệu nguyên giả là bên trong là bà xã của Phương Dừa, đứng sau cái nếp mà tấm màn đó, người mặc áo tím. Cô ấy thì đang giữ trà sữa, mà trà sữa tại ngủ mới dậy, ngủ buổi chiều, giờ dậy thì hơi quạo một xíu. Tưởng đâu chưa sâu đi chứ. Rồi đó, một xíu Phương Dừa sẽ ha dở lên từ tầng nha quý vị giả. Thì đưa cho ba Khương ăn cho. Bà ngoại ra ăn bà ngoại. Ý là giờ bóc ăn luôn hả? Lấy đũa cho chén bà Tư. Thôi cho bà ngoại em lấy đũa chén em ơi. Đây lấy cho. Đây. Tại Khương Dừa đeo cái mic này, Khương Dừa ngồi đây Khương Dừa nói. Luôn đi. Đây. Bà con cô bác nhớ ha, bà con cô bác mà muốn mua cái sửng mà hấp của giống như của Khương Dừa á. Một bộ vậy nó có hai cái tầng, có cái nắp. Thì mình bỏ vô cái chảo hoặc cái nồi, mình bỏ nước vô cho nó sôi rồi mình hấp. Mình mỗi cái tầng, mỗi cái tầng như vậy đó, mình có thể bỏ lộn xộn thí dụ tùm lum cái này kia vô thôi. Ăn rồi mới coi. Rồi bà con cô bác có mua thì mình tới ngay chỗ Tupperware Sài Gòn Mia nè. Dạ, ở lầu 2 trung tâm thương mại Sài Gòn Mia, ở đường số 9 khu dân cư Trung Sơn, Nam Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở trên khu dân cư Trung Sơn á, nó có cái trung tâm thương mại, bà con cô bác lên tới đó. Dạ, có số điện thoại mua hàng của mình là 0903 080 057 nha bà con cô bác. Ăn dạ đi rồi, ăn đi. Tại ăn vì đi, là con coi. Người ta cũng coi như người ta cũng quý mình, người ta không có bán mà người ta tặng cho mình. Một bộ gì cũng 620.000 đồng mà tặng cho 5 bộ như vậy là cũng 5-6 nên cũng là 3 triệu mấy rồi. Nè. 3 triệu mốt. Như là 5 bộ này cũng 3 triệu mốt rồi. Thì thôi mình sử dụng thì mình cũng cảm ơn người ta, với lại mình giới thiệu giùm để người ta bán hàng được thì mình cũng vui. Là cuộc sống mà. Đó, cái gì nó cũng phải có tặng thì mình cũng phải giúp người ta bán hàng được chứ. Chứ người ta tặng mình rồi hàng bán không được rồi lấy gì đâu tặng mình. Rồi mời tụi con nha. Mời ngoại để cha lọt cho. Bây giờ Khương Dừa sẽ phục vụ cho mấy đứa nhỏ cho nó ăn. Ôi trà sữa ơi. Con ngủ mới vậy hả con? Ôi đây trời. Ây da. Thương. Đây ngoại ơi, đây là cục kim cương nè. Được, ăn đi. Đó, ngồi gần con ngoại ha. Hả? Con là cục vàng. Dạ. Cái này gì con? Này dán miếng dán hả? Là cục cưng. Nói chung là đứa nào cũng là cục vàng, cục kim cương hết. Được không? À. Giờ con ăn gì nè? Để bà nội. Bạn nè. Con chúc ông ngoại sinh nhật vui vẻ đi. Chúc ngoại sinh nhật vui vẻ đi. Chúc ngoại nha coi. Con cái này hả? Ăn tôm. Đây, ăn đi con. Gấp cho trà sữa một miếng. Miếng này ha. Chúc chị Hai đi. Chúc chị Hai sinh nhật. Ồ, ngon quá. Rồi. Đây. Đây hả? Để cho lọc. Để Khương Dừa lấy một cái thao để Khương Dừa lột cái bỏ tôm vô. Đây. Chờ cha nha. Bởi vì ăn uống ở nhà thì nó hơi cực chị. Ủa? Sau này hết ga hay không ngoại? Rồi nãy giờ Khương Dừa phát hiện là do cái bếp ga nó bị là lên không có lên lửa bà con cô bác. Hèn chi nãy giờ tổ chức nữa và lên nào ngoại. Lên tổ chức ấy giờ tổ chức nửa buổi tiệc sinh nhật rồi mà nó chưa có sôi. Đó cho nó thu thêm miếng nước vô. Chứ bữa trước Khương Dừa nửa luộc trứng là nó mau lắm mà. Sao con?
này, cái phân lên chứ. Xong cho anh Minh lại ngồi đi anh Minh. Dạ chắc mình phải ngồi để mình canh cái này quá, mình canh một xíu cho nó sôi. Dạ. Rồi sao sữa ăn gì nào, sữa ăn gì ạ? À? Hả, chế cho ngồi ha. Ôi giỏi quá vậy, ngon quá, để cho là nướng bắp cho mấy đứa ăn. Ôi ngon nước hả, chấm nước hả, cái này nấm chứ chấm gì. Rồi nhà có mấy đứa nít mà có hai mấy đứa nhỏ nó bị bệnh rồi mà con quá. Rồi nhà em ăn được gì con, cái gì con, uống nước hả gì con, uống nước nào con, này hả này con, ẵm em vô đi em. Dạ. 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 À, ở nhà con nít đó bà con bác ăn uống thì hơi lu bu vậy đó, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải tổ chức ở nhà cho mấy đứa nhỏ ăn chứ không lẽ giờ mình đi ra ngoài ăn hoài đó. Rồi, ở nhà ăn thì dọn dẹp bu lại gì nó vui. Ờ con ăn đi con gái. Con ăn tôm không? Cho lọc tôm nha. Đây, đây có một món này là món cá nướng nha bà cô chú. Dạ, đây cá mình ướp xong mình nướng. Ôi mình làm cũng rất là ngon, không có thua gì ngoài nhà hàng nha bà cô chú. À, tóc hả con? Dạ, ngon đó. Rồi thử mình thử coi. Ôi ông ngoại đang đi vô giữ em thử nha. Thử đi. Chín rồi. Ông ngoại đây đang vô giữ bà cụ, bà cố rồi. Đây thử nha bà con cô bác. Nóng. Ăn không thử à? Ăn ơi. Con ăn không bao quẩn cho. Dạ. Quẩn miếng trắng. Ô. Cái bếp của mình soi nha bà con cô bác. Dạ. Con gấp được hả? Ờ con ăn đi, con gái giỏi quá. Nam đi nào nào. Mọi người ngồi ghế đi. Bà quẩn cho. Dạ. Một lát nhớ hát tặng cho ngoại một bài nha con. Hả? Hát bài gì? Gái hát bài gì nào? Cây cầu dừa. Cây cầu dừa hả? Cây dừa hát sao đâu? Chữa hát cây cầu dừa bài gì? Sáng sáng sao? Cho đeo vô. Đeo thu tiếng vô cho con hát ha. Giỏi. Nay trà sữa ngủ buổi chiều mới dậy. Dạ. Dậy ra ăn sinh nhật con ngoại luôn. Giờ thì mặt ngu quá. Dạ. Chữa ơi. Ăn gì á? Con ăn cá hả? Dê nướng. À, có cay không con? Cái này cay à? Cái này hơi cay. Cá này cay, dê cũng hơi cay á. Dạ. Tôm hơi bị cay. Tôm cay luôn hả? Nhưng mà tôm cay nhưng mà nó chỉ là ướp bên ngoài thôi cho nên. Tôm có cay gì ạ? Hơi cay. Ăn cái này nào con. Ngon quá. Đọc ơi làm mình nấm nha. Cay ít thôi. Chị hai cho em xin miếng nước vậy hai. Dạ. Lu su bu quá. Chỗ này chật quá. Gọi bên kia thì gặm, bên kia không có. Cảm ơn chị hai. Bên kia không có đèn.
Cảm ơn chị hai. Giỏi. Ngoại đang không ngoại? Này mình lại mình thăm cái ngồi của mình nha bà con bác. Dạ. Thôi à. Đây nó hơi nó lên. À bây giờ chưa lên tới đó. Nó lên tới đây à. Rồi mới hơi lên tới đây. Nên cái gì mà đáng lẽ hộp gà mình khổ rồi đó. Để quên. Quên mình phải bỏ hộp gà còn hộp gà. Mình phải bỏ hộp gà ở ở dưới đây luôn nè. Khoai, nãy mình nhớ khoai, bắp, rồi cái gì lên. Đó. Thôi giờ tôi vừa ngưng một xíu nha bà con bác, đợi một xíu cái nó chín khoảng chắc một khoảng 15-20 phút vậy nó chín cái con dừa dở lên để giới thiệu cho bà con cô bác nha. Rồi lúc đó là nướng xong rồi hấp xong rồi tất cả mọi người mình sẽ vô một bàn tiệc mình sẽ ăn luôn. Đây quý vị khán giả, giờ nó rất là sôi rồi, nó lên tới đây rồi nè, hơi nó nóng lên tới đây rồi. Nhưng mà Khương vừa nghĩ là 2-3 tầng dưới, tầm 5 tầng dưới là nó chín dữ lắm rồi, nên mình phải ngắt ngang thôi. Mình ngắt ngang để lấy tầng dưới mình ăn. Cái tầng dưới này mình luộc lại nữa xíu nữa. Đây. Hay là mình để chín luôn ta? Để mình thử coi. Đó. Trứng nó nứt rồi. Vậy là nó chín rồi bà con bác. Rồi cà nứt luôn rồi. Ê, cà nứt luôn rồi. Hay quá. Yeah. Xích ra, xích ra. Rất là nóng. Rồi, giờ tôi có ăn gì? Hả? Từ từ, để xíu nữa. Bây giờ đứa nào nhớ được cái tầng nào á thì ăn tới tầng đó. Nhớ được, ông ngoại lại đó ngoại. Ông ngoại lại đó ngoại. Con bây giờ lớn chút đi. Bữa giờ mà thích ăn tầng nào? Ăn tầng nào, lấy đúng tầng nào, ăn tầng đó nha. Tầng nào ăn tầng đấy nha, không có thay đổi nha. Nhớ rồi, nhớ kỹ rồi. Nằm đâu không? Tầng thứ tư từ trên điểm xuống. Là tầng nào chị? Khoan để cho lấy cái ghế này cho để. Rồi. Một. Ăn tầng này phải không? Chính cho ta, cài chính rồi nhưng mà anh cha nghĩ mấy cái kia chính. Tầng này phải không? Còn tầng này phải không? Đứa nào trời bây giờ này có 10 tầng. Giờ là ông cháu mình là làm chọn một người một tầng, ăn tầng nào thì ăn hết tầng đó nha. Con ăn tầng thứ tư từ dưới ở lộn từ trên đến xuống. Mẹ ăn cháo, cháo đây. Hà cảo á. Hà cảo hả? Tầng này 1, tầng 2 mà. Thôi giờ cho ông ngoại ăn trước nè, ông ngoại ăn tầng nào? Thôi giờ ông ngoại chọn không? Ông ngoại chọn bây giờ giống cháu nội đi. Giờ ông ngoại chọn tầng thứ thứ 5 đi. Tầng 5 này ha, tầng này ha. Tầng này ha. Rồi rồi, ưu tiên cho ông ngoại luôn. Không, mày phải lấy cái tầng này trước. Rồi rồi. Chết mẹ. Trời ơi, mà biết không? Chính ơi, ngon. Ừ, mềm. Tầng dưới. Rồi, củ không? Ê, đừng, tắt lửa. Không, để chín luôn đi. Không, chín lắm rồi. Ờ, hình ấy giờ chín lắm. Ê, mình tưởng nó chưa chín. Hay ha. Hay mà con quát nó chín từ dưới tới lên luôn. Con tầng nào? Con ăn tầng này. Tầng này hả? Tại sao con ăn tầng này? Con thích tầng chín. Tầng nào? Con tầng này. Rồi, na tầng nào? Na tầng nào? Hai đứa, một đứa một tầng. Đứa một tầng à. Rồi, hai đứa chung tầng phải không? Ờ, đúng rồi. Rồi chị hai ăn tầng nào? Cái tầng này thứ năm đúng không? Ờ, đúng rồi. Thứ tư là tầng này nè. Nói vậy. Thứ tư là tầng này. À, một, hai, ba. À, đúng rồi. Bốn nè. Tầng này phải không? Không, mày đừng lấy tầng này mũi. Lấy tầng này là dao cũ á con. Lấy tầng này nè con. Tầng nào? Tầng này nè. Rồi kêu ba Minh qua đi. Về kêu ba Minh qua luôn. Chọn ba Minh tầng nào? Chạy qua kêu ba Minh qua đi. Ba Minh ăn. Rồi. Giờ hai đứa tầng này phải không? Ủa, con ăn tầng nào vậy? Con ăn tầng này nè. Con ăn tầng thứ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn ngoại ăn, còn ngoại. Trời ơi, đọc nè. Nè, chứ bên nè. Nó chín quá, nó chín mà. Ôi ôi. Wow. Ôi ôi. Hay thiệt chứ. Hay vậy. Hay không, hay không? Hay vậy. Cho ngoại hiểu ăn chung con nè. Rồi, con tầng nào đâu mũi? Tầng này nè. Tầng này ha. Rồi, dỡ tầng này lên là con bưng. Là ngoại bưng tầng đó ra cho nó nha. Rồi, dỡ ra đi. Tên. Không, bên đèn không? Tầng nào là bưng lên không? Tầng này. Là đang bưng tầng đó không? Rồi. Wow. Ủa sao có ấy vậy? Cái gì? Thì đúng rồi. Có tương ớt không hả? Đâu có tương ớt đâu mà sao nó xịt ra. Cà đồ này kia không, nó nhiễu xuống á. Không, đâu nó cà tao nó mất nhiễu xuống vậy. Rồi bưng tầng đó ngồi ngoài không? Rồi. Rồi bê thấy Vĩnh với Nang tầng này đi. Nè, ngoài tầng nào? Ngoài ăn chung
Đang anh Lâm ăn chung với chị Hai nè. Ông mày ăn phước rồi. Thôi mình thôi bây giờ mình thử hết tầng đi. Tầng thứ bảy không? Thôi đây. Ăn chứ ăn tầng thứ bảy luôn hả? Chứ thôi con đừng ăn tầng thứ bảy chết luôn là ông nội giờ ăn cái tầng là lỡ. Nè, ờ, đây mình thấy xài buffet nhưng mà con quá. Cáo nè. Cáo là phải tay cắt già giống cáo á. Rồi. Bây giờ mình chơi buffet nha. Nè nè mấy đứa ơi, đây đây. Bây giờ buffet nè. Đó. Rồi lấy mũ tiêu của ớt. Wow, để tránh ra nè. Tránh ra. Xích ra con, xích ra con. Chính quá, chính theo. Không, không phải là ở trong há cảo nó có gì đó ngoài. Chứ không phải là nó rớt xuống, cà rớt xuống này là nó đỏ hết rồi. Nè nó không rớt tại vì tầng nào theo tầng đó. 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 Tầng đó lắm. Ông ăn chung con cháu. Wow, cái tầng này là của sữa nè. Ồ. Mày ăn chung con ơi mày. Trời ơi. Này nó chín nhiều nè. Ngon. Chơi buffet. Vô, vô, vô. Ông ăn chung con. Từ 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 để em biết gì, em biết đâu mượn. Ra đi ông. Đây lấy cái của con. Đây quay quay đặng đi để tạt nước. Rồi thôi ăn nhặn đi. Ăn nhặn đi. Thôi ăn đi con ơi. Rồi. Tránh ra cho dẹp bình ga nè. Con cũng ăn có nở hay trời. Dạ, ăn đi lấy đũa. Lấy đũa nè. Tránh ra con. Lấy cây này là trọt. Rồi rồi vô buffet. Rồi có nước tương không? Ê ngon quá ta. Cái này là sáng ông mình xào làm buffet à. Ôi Khương vừa tưởng đâu là nó sẽ lâu chín á. Khương vừa ngồi đợi hoài à. Mà nó chín nè. Ngon. Này hơi chín luôn nha. Này chín quá chín luôn mẹ. Nó mềm luôn. Cái này mà nó cầm đây. Lên tay mà nó bóp cái. Đây ăn cái này ngon nè, ăn cái này cũng ngon nè. Mềm cái này cũng á. Rất ngon, mềm mềm ngon lắm nè bà con quá. Ồ. Quá mềm luôn. Ừ, giải hết. Nó phải lột con ơi, nó phải lột. Để ngoài lột nha. Để ngoài lột. Ừ con ăn đi. Hát cải không? Để ngoài lột. Ừ, có bánh nữa không? Qua lấy cái chén vô ông ngoại lấy ngoại, ăn bánh nè ngoại. Bánh nậm. Lấy cái chén nào không được chứ. Hát cảo hả? Không phải tay á. Không phải tay nữa nè. Nè con. Nè. Táo nè. Hả? Con ăn nào? Cà chua. Con đó hả? Cà chua con. Nóng quá nha. Quý vị khán giả ơi, bây giờ cà chua nó mềm vậy mà đưa lên tay cái bóp thành là thành nước. Thôi giờ Phương vừa quất một miếng bắp đi, Phương vừa khoái bắp nhất. Coi bắp nó ngon không nha, mềm không? Wow. Ngon quá. Bắp ngọt phải không ạ? Mềm quá mềm. Ngon ghê. Búp bê đi mọi người ơi. Mềm quá. Hả? Hay á, cái này luộc á mình sẽ giúp cho mình được rất là nhiều tầng luôn, mỗi tầng một thứ. Đó. Và nó đỡ mất thời gian nếu mà nhiêu đây á. Nếu mà bao nhiêu đây á mà mình luộc á là mình sẽ tốn nhiêu, thí dụ đây một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm đó. Khoảng 6 7 lần. Tại vì mấy cái thứ này mình không có luộc chung được. Nè 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 nè. Dạ. Chén con nào? Chén con nào? Được bắt cái khoai luộc chung cũng được. Chén nào? Ba Hương giờ con bị vậy rồi. Này nóng lắm. Sao vậy con? Trong giữa nè. Nóng lắm. Con làm bắt con nha. Con định xẻ từng cục bướm. Vậy. Rồi đó, con ăn rồi. Cái chảo nó nóng. Rồi, không? Chảo vậy? Này đâu nóng đâu. Nguội nè. Hay không bà con quá. Nè, nít ăn nên nó rất là nguội. Đồ ăn thì nóng. Nó giữ hơi nhưng mà ở đây là rất là nguội. Nó không có nóng nè bà con các bác. Hơi ấm ấm xíu. Hay không? Mà cái này là loại nhựa mình nhựa tốt. Ngon quá. Ê, buffet nhiều quá không biết ăn cái nào. Đâu đâu mình ở nhà mình tổ chức buffet ha. Nè 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 con ăn trứng nè, con ăn trứng nè. Cáo quậy Lâm, cáo ăn cáo kìa. Cứ mặn cáo ăn dữ không? Ê, đi ra. Đem con cáo về làm thịt nó cho Lâm mà ăn. Quá cáo. Con muốn ăn gì rồi con ăn? Con ăn đậu bắp. Có khổ qua nha. Này khổ qua đắng á. Kéo ra một tạch. Bút phê mà. Miếng này có ngon ta? Búp phê phán phủ phê ngon chứ ngọng. Trời ơi sao đưa hoài nó không chịu ra trời. Nè ông ngoại lột cho con nè ăn pin. Ừ có thịt con không thích ăn thịt. Con ăn nè. Nè con ông ngoại lột. Bắp hả? Ngọt không? Nè con. Con ăn ngọt hộp. Ăn pin nằm nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi. Đâu có cái gì đâu. Con thấy vui không? Bữa sau cha sẽ làm một tiệc buffet. Không, bữa sau cha sẽ làm một tiệc buffet hải sản.
không? Ví dụ một tầng cua, một tầng tôm, một tầng mực, không, một tầng nghêu, một tầng sò, một tầng ốc là một tiệc buffet hải sản. Xong mình sẽ làm một chén nước mắm chua cay thiệt là ngon, rồi ớt xanh rồi hang tiêu tương ớt rồi. Wow. Chứ nãy giờ con đây thử một miếng khoai, rồi khoai chín là ngon bảo bà con bác ơi. Nó chín như thế này nó sẽ không có bị bấy khoai của mình, mặc dù nó rất là chín luôn á nhưng nó không bị bấy khoai. Củ khoai rất là to luôn nè bà con cô bác. Ôi ôi nó ngon nè đó, nó không có bị lèn cái khoai của mình đó, nó giúp cho nãy Khương vừa sạc rất là sạch rồi, vỏ rất là sạch, giờ ăn vỏ luôn mình khỏi cần lọc luôn. Nãy Khương vừa sạc hết rồi. Ngán mà no quá. Ngon hả? Ngon hả? No quá. Rồi hết hết mức rồi. Hết mức rồi. Muốn tiêu mà. Muốn tiêu mà. Ngon quá. Nhưng mà có một cái là tại vì lần đầu tiên mình luộc một cái chồng cao vậy á, mình không có kinh nghiệm nên mình không biết canh giờ. Đáng lẽ là mình phải canh sớm. Mình thấy ở trên trứng chín là tất cả đều chín hết. Không, cái này nếu mà nấu cái này khoảng 20 phút rồi. 20-25 phút. Không, 20 phút là mình nó chín hết luôn. Là mình mốt mình sẽ làm nhiều cái luộc, và đặc biệt hải sản á. Mình luộc á mình sẽ như vậy nó không có tiếp xúc nước, nó sẽ giữ cái vị ngọt của hải sản. Có ăn gì nữa? Thái Lan hả? Đây là lần đầu tiên mà ông ngoại được lễ cái sinh nhật, và cái sinh nhật này là lớn nhất trong đời luôn, rất là nhất lớn luôn. Đây là một tiệc buffet. Sinh nhật này là hoành tráng luôn. Sinh nhật là hoành tráng luôn. Ngon quá. Bên ăn phai con. Dớ quá con ơi. Nó chín quá rồi, nó mềm quá phải không? Con wow. Phải hứng, con phải hứng. Hứng. À chén của con đâu? Không, con đổ đều gì ra. Rồi nó chín ở trong đó hoài à. Vậy em chưa ăn nào luôn á. Ngon quá. Ê, mình phải thử từ từ khay nãy mình thử khay này rồi. Mình rất thích ăn rau củ, dùm thử một cái rau củ nè. Đây. Cái này cái gì? Mềm, ngon. Đâu? Bánh nậm mà. Mềm á. Cà rốt coi. Trời ơi, bánh gì mà nó rã luôn mẹ, chín quá. Chín quá ngoại. Chín quá. Rã luôn. Cũng ha, mình chưa có kinh nghiệm mà. Cái này nó chín rất là nha. Trời ơi. Ngon nghĩa con á. Khoai tây rất là ngon nè mấy đứa. Con đi nấu. Từ con ăn. Nói chung là nếu á cái này thật sự là nó hơi chín quá, nhưng mà nếu mình luộc ở dưới nước là chắc nó gã bèn luôn á. Mình luộc đây nó không sao. Quá mềm luôn. Ừ. Quá ngon. Đã quá. À, tới thử muốn bầu thì nó dễ chín hả bà con cô bác. Bầu thì mình sắc phục hơi bự một xíu. Đây. Cái này mà giờ có khu quẹt chấm một cái ha. Rồi con cô bác thấy tiện lợi ghê không? Đó. Ngon quá, chấm muối tiêu luôn. Bánh đâu vậy? Bánh luôn hả? Mà ăn uống giờ. Bánh, để tao cái bánh coi. Bánh ngon quá. Mẹ ơi, bánh ơi mẹ. Ờ, đúng rồi, ngoài cho nước tương đâu. Không có nước tương con, không có nước tương con. Quê rồi mẹ. Muối tiêu quá. Ừ, muối tiêu. Trời ơi ngon. Hết sảy con bà bảy luôn. Buffet. À con quên mặc áo hết sảy con bà bảy luôn. Lâu lâu mình không có dịp đi mình đi khách sạn á, mình ở nhà mình cũng lâu có đó một cái tiệc buffet hoặc là hoành tráng. Thật ra ở khách sạn thì buffet họ cũng chỉ có nhiều món này thôi. Đó và ở nhà mình cũng tổ chức được bao nhiêu món đây. Đó. Ở cái miếng củ lâm này ngoại. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái gì đây ta? Trời ơi. Quá trời quá đất rồi. Quá ngon rồi. Cái trứng này của đứa nào? Lột không ăn chan nha. Ôi ôi chín kìa. Ngon rồi. Bà lột cho mình đi ăn. Trời ơi rớt rồi con. Cầm ăn ngoài con rớt uổng rồi. Mày cho giữa cho nó cái chén đó bên chung rồi. Nè. Nè con. Trứng đi.
Dạ con. Đó, bà Hương đưa đó. Con ăn cầm đi. Cầm ăn Hương. Đừng có chọt. Chọt cầm chết nữa. Cái mày nó nhọn lắm. Nè. Con cầm đi. Thôi cầm nóng á. Ngủ vô con. Ngủ ngủ ngắt hả? Nè cầm đi. Ngủ vô con. Bỏ hai cái gai đó xuống đàng hoàng. Bỏ cây xuống đi. Giỏi. Rồi cầm. Cảm ơn. Nóng còn nóng không? Đây, Thế Vĩnh ăn khoai hả? Cho lột khoai cho. Khoai rất là ngon nha bà con. Bánh ngon quá mà nó mềm, nó chín quá bây giờ. Mình chín hả? Chín quá, nó bả sao? Dạ chứ, khoai nó ngon bà con. Đó, rồi, rồi, rồi. Đây nè, Khương vừa luộc rồi nó giúp nó khoai nữa nè. Đó, ngon rồi. Ừ, bà rửa cho em cái chén đi. Thôi, thôi. Con ăn phải không? Con mình thì phải khoai với lại bắp. Ông ngoại lột cho con. Siêu còn cái này nguội rồi nè. Nguội rồi con, không ăn đâu, cái nó cũ mà. Thôi rồi, ông ngoại ăn xong rồi, ông ngoại giúp rồi. Nha. Ông ngoại có một sinh nhật rất là vui vẻ. Rồi. Thôi cũng xíu để ngủ xíu ăn con. Thôi, sinh nhật tới đây là vui rồi. À, bây giờ mình còn một cái bánh thật là to bự nữa để mình dẫn mấy bạn xíu mấy bạn vô review cùng với ông ngoại. Cảm ơn quý ông bà cô chú rất là nhiều. Lần đầu tiên bữa Khương vừa luộc thử hai sửng thì rất là ngon. Như nay mình luộc có tới 10 sửng là mình không biết canh á. Nhưng mà mình không nghĩ là nó chín được hết luôn á. Có nghĩa là bà con cô bác nghĩ là sẽ không chín không. Nhưng mà nó chín hết và nó chín rất là ngon. Và thậm chí là mình tưởng nó không chín mình không chịu canh. Mình để cho nó hơi chín hơi nhiều. Để sau mình sẽ làm một tiệc buffet hải sản nha bà cô chú. Rồi tạm biệt bà cô chú nha. Hẹn lại bà cô chú trong một video theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Khương Dừa. Chào tạm biệt.